Xin chào các em. Trong những buổi học trước, thầy trò chúng mình đã được tìm hiểu về danh từ này, động từ, tính từ. Thì thầy cũng muốn là sau khi chúng ta học xong 3 chuyên đề đấy thì có một chuyên đề để các bạn tổng kết lại tất cả những cái kiến thức mà chúng ta đã học trong 3 cái buổi học đấy để củng cố lại, đúng không? Thì ngày hôm nay thầy sẽ cùng đến với các bạn trong một tiết học, đó là ôn tập về danh từ, động từ và tính từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ nhất, đó là phần ghi nhớ nhé. Phần thứ nhất này là ghi nhớ, tức là chúng ta sẽ ôn tập lại từng cái từ loại một, đúng không? Chúng ta sẽ ghi nhớ cái phần thứ nhất, đó là danh từ. Các bạn còn nhớ danh từ là gì không? Chắc chắn là các em nhớ đúng không? Danh từ là những từ, là những từ chỉ sự vật danh từ là những từ chỉ sự vật rất đơn giản như thế thôi, đúng không? Khái niệm của tiểu học chúng ta rất vắn tắt. Vậy thì danh từ là những từ chỉ sự vật bao gồm gì nhỉ? Bao gồm từ chỉ người này, bao gồm từ chỉ người, ví dụ như công nhân, nông dân, thầy giáo, bố mẹ, đúng không? Tất cả đó là những từ chỉ người. Tiếp theo đó là từ chỉ vật, từ chỉ vật, ví dụ như cái bảng, đúng không? Bóng điện, vân vân. Từ chỉ vật này chỉ hiện tượng, hiện tượng này, hiện tượng bao gồm những hiện tượng tự nhiên, đúng không? Hiện tượng xã hội cũng được. Hiện tượng tự nhiên ví dụ như gió, mưa, sấm chớp, đúng không? Động đất, sóng thần, vân vân đấy. Hiện tượng này, sau đó đơn vị, thì trong chuyên đề danh từ thầy đã nói với các bạn rất nhiều rồi, đúng không? Bao gồm có danh từ chỉ thời gian này, danh từ chỉ đơn vị đo thời gian này, đơn vị đo diện tích này, đơn vị đo chiều dài, đơn vị hành chính, đúng không? Rất nhiều các đơn vị khác nữa. Thì các em xem lại video của thầy về danh từ nhé, để chúng ta củng cố thêm. Tiếp theo, người này, vật này, hiện tượng, đơn vị. Còn một danh từ nữa mà chúng ta cũng rất hay dùng nào, đó là danh từ chỉ khái niệm. Danh từ chỉ khái niệm. Ví dụ như tư tưởng này, cuộc sống này, tiếng xưa này, vân vân. Những cái đó mà chúng ta không có cầm nắm sờ mó được vào thì đó là những danh từ chỉ khái niệm, được chưa? Tiếp theo, chúng ta cần phải nhớ một điểm nữa. Chúng ta hãy đọc dòng tiếp theo nhé. Một điểm nữa của danh từ đó là danh từ đi sau. Danh từ đi sau từ chỉ số lượng, đi sau từ chỉ số lượng, đi sau từ chỉ số lượng. Ví dụ như gì nhỉ? Những này, các này, mọi, mỗi. Các em cứ nhớ cho thầy bốn từ này đã nhé. Không cần phải nhớ quá nhiều, nhưng cứ nhớ cho thầy bốn từ này thôi. Những, các, mọi, mỗi. Đấy. Những này, các, mọi, mỗi, 1, 2, 3, vân vân, đúng không? Đấy là các từ chỉ số lượng. Tiếp theo, nó đứng trước, đứng trước, đứng trước các từ chỉ định. Đúng rồi, chúng mình nhớ rồi đúng không? Từ chỉ định, từ chỉ định. Những từ như thế nào gọi là từ chỉ định nhỉ? Các em cũng nhớ như thầy bốn từ:
ấy này nọ kia. Thì nhờ thì cho thầy nhé. Ấy này nọ kia. Chính dựa vào cái đặc điểm này mà chúng ta có thể phân biệt được danh từ và chúng ta phát hiện ra danh từ xuất hiện trong câu hay không, đúng không? Ví dụ như thế này, thầy cho một từ, ví dụ từ cuộc sống nhỉ. Đấy, ví dụ một cuộc sống, đúng không? Chúng ta nói là một cuộc sống. Đấy, hoặc là cuộc đời chẳng hạn, những cuộc đời. Đấy, hoặc là ấy này, cuộc sống ấy, cuộc sống này, đúng không? Vậy thì rõ ràng cái từ cuộc sống nó đã đi được với một trong các từ chỉ số lượng. Và nó, đường sau nó là một trong những từ chỉ định. Vậy thì nó có đặc điểm như thế thì nó chính là gì các em nhỉ? À, chính là danh từ. Em nhớ cho thầy điều đấy nhé. Tiếp theo này, một cái nữa trong phần danh từ thầy cũng phải nhắc các bạn, đó là chú ý cho thầy cái hiện tượng chuyển loại của từ. À, chú ý hiện tượng chuyển loại của từ. Một số từ bản chất của nó là danh từ, là động từ, tính từ. Nhưng khi thêm một số từ vào đằng trước thì nó được chuyển thành danh từ. Em chú ý thế. Ví dụ cụ thể như sau. Ví dụ niềm vui này. À, khi mà thầy thêm cái chữ niềm vào phía trước vui thì vui nó vốn là tính từ, nhưng khi thêm niềm vào thì nó sẽ tạo thành niềm vui. Niềm vui là một danh từ chỉ khái niệm. Đấy. Hoặc là niềm vui, nỗi buồn này. Đấy, thầy thêm chữ nỗi này. Nỗi buồn này, sự vắng vẻ này. Sự vắng vẻ. Đấy, thêm sự này, đúng không? Hoặc là ví dụ như cái từ cái béo. Cái béo. Thầy thêm chữ cái này. Thì khi thầy thêm như thế này thì những từ nó vốn là gì? Vốn là tính từ. Nhưng khi được thêm những từ nỗi, niềm, sự, cuộc, cái, một số từ vào đằng trước những từ đấy thì những từ này được chuyển loại thành danh từ. Các em chú ý cho thầy nhé. Vậy thì khi mà các em thấy nỗi, niềm, sự, cuộc, cái, vân vân, thì ở trước cái tính từ ấy, hoặc trước cái động từ ấy, thì các em cần phải suy nghĩ kỹ hơn một chút, đó là xem đây có phải là hiện tượng chuyển loại của từ hay không, đúng không? Để chúng ta xem nó là động từ, tính từ hay nó là danh từ. Các em chú ý cho thầy điểm đấy nhé. Đấy, về danh từ chúng ta chú ý cho thầy ba cái điểm này thì chắc chắn các em xác định danh từ sẽ rất là tốt, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ôn đến phần thứ hai, đó là động từ. Động từ. Động từ là gì nhỉ? Đầu tiên chúng ta vẫn phải ôn lại khái niệm đã, đúng không? Động từ là những từ, là từ này chỉ hoạt động hoặc trạng thái của sự vật. Vậy thì các em thấy rằng cái động từ ấy, động từ thì nó
chị. Cái danh từ thì là những từ chỉ sự vật, đúng không nhỉ? Danh từ thì là những từ chỉ sự vật. Đấy. Còn động từ thì nó lại là từ chỉ hoạt động và trạng thái của sự vật. Hoạt động và trạng thái của sự vật. Được chưa? Và trong cái tiết danh tiết về động từ, thầy cũng đã phân biệt cho các bạn thế nào là hoạt động và thế nào là trạng thái, đúng không nhỉ? Thế nào là hoạt động và thế nào là trạng thái. Vậy thì chúng ta đã hiểu được về khái niệm động từ rồi. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai, đó là cái đặc điểm nhận ra động từ, đúng không? Đặc điểm đấy. Đặc điểm nhận ra động từ đó là động từ thường đi với những từ sau. À, động từ thường đi với những từ sau nhé: đã, sẽ, đang. Đã, sẽ, đang. Hoặc là hãy đừng chờ. Hãy đừng chờ. Đây là cái đặc điểm của động từ tiếng Việt. Đấy, cái động từ tiếng Việt có một đặc điểm rất dễ nhận ra, đó là khi nó đi được với đã, sẽ, đang, hãy, đừng, chờ. Thậm chí có một số từ vốn nó là từ chỉ đặc điểm thì khi mà nó đi với đã, sẽ, đang thì nó lại được chuyển thành động từ chỉ trạng thái. Ví dụ từ buồn chẳng hạn, đúng không? Từ buồn khi nó đi với đang, chúng ta nói là tôi đang buồn, thì nó lại trở thành một cái trạng thái tâm lý của mình. Và lúc đấy thì buồn được xác định là động từ chỉ trạng thái. Mà trong nhiều trường hợp thì nó được xét là tính từ. Ví dụ tôi rất buồn, tôi rất buồn, tôi rất buồn đấy thì nó là tính từ. Nhưng tôi đang buồn, tôi đang buồn, tôi đang có một trạng thái tâm lý buồn, thì đó lại là động từ chỉ trạng thái. Các em chú ý cho thầy nhé. Đấy. Vậy thì qua đây chúng ta cũng thấy được là cái từ mà nó đi theo cái từ mà chúng ta đang xác định cũng rất quan trọng. Rất quan trọng. Thì chúng ta thấy nếu mà nó đi về đã, sẽ, đang thì nhiều khả năng, hoặc là hãy đừng chờ nhé, thì nhiều khả năng nó chính là động từ. Vì đây là một cái đặc điểm rất dễ nhận ra của động từ tiếng Việt. Được chưa? Bây giờ chúng mình sẽ cùng ôn sang phần thứ 3, đó là phần tính từ nhé. C 3 tính từ. Tính từ. Tính từ là gì nhỉ? À, cũng là từ. Là từ này. Chỉ miêu tả. Là từ miêu tả. Hai cái, một là đặc điểm. Đi. Hoặc là tính chất đặc điểm, hoặc là tính chất của sự vật này, của sự vật. Ngoài của sự vật ra thì tính từ nó còn miêu tả cái đặc điểm của miêu tả cái đặc điểm hoặc tính chất của hoạt động nữa, của hoạt động nữa, hoặc là của trạng thái. Đấy, trạng thái. Trạng thái. Nhớ đó là những từ miêu tả cái đặc điểm và tính chất của sự vật, hoạt động hoặc là trạng thái. Thì có những bạn hay hỏi thầy là thầy ơi, thế đặc điểm và tính chất thì khác nhau thế nào?
thì có một cái khái niệm rất đơn giản để các em có thể phân biệt được. Đó là đặc điểm là những cái đặc điểm, các em hiểu là cái đặc điểm bên ngoài. Chúng ta có thể nhìn được, có thể quan sát được. Thì đấy là đặc điểm. Những cái nó thiên về cái bên ngoài thì là đặc điểm. Còn tính chất đó là cái bên trong, cái tồn tại bên trong. Ví dụ cái tính nết của một con người, đúng không? Cái đặc điểm của một sự vật gì đấy, nhưng mà nó không bộc lộ ra bên ngoài. Ví dụ dẻo, cứng, thì đó là gì? Đó là tính chất. Tính chất, các em có hiểu nhận? Đấy nhá. Bây giờ cái đặc điểm nhận ra này, đặc điểm tính từ nó rất hay đi với những từ sau. Từ rất này, quá, lắm này, hơi, đúng không? Vâng vâng. Từ chỉ mức độ. Ví dụ như thế này, nó là thầy rất béo, béo là đặc điểm. Hoặc thầy rất tốt, tốt là đặc điểm, đúng không? Hoặc là cái bảng này hơi cứng chẳng hạn, thì hơi cứng. Vậy thì những cái từ mà nó đi được với từ chỉ mức độ, rất, quá, lắm, hơi, thì nó là tính từ. Các em nhớ cho thầy nhé. Và cũng như cái ví dụ vừa nãy thầy nói, thì cũng là cái từ buồn, nhưng nếu nó đi với đang thì nó trở thành động từ chỉ trạng thái, nhưng nếu nó đi với rất thì nó lại trở thành tính từ. Vậy thì thầy có một cái lưu ý tiếp theo cho các bạn trong cái chuyên đề này. Cái lưu ý này rất quan trọng luôn. Đó là gì? Đó là để xem một từ nào đó có phải là danh từ, động từ hay tính từ, ta cần xét từ để xác định từ loại. Từ loại. Ta cần xét từ đó ở trong văn cảnh cụ thể. Có những từ thì nó thường ấy, nó sẽ được xác định rất là dễ dàng, nhưng mà với danh từ, động từ, tính từ thì đôi khi là chúng ta không nói chắc được một điều gì khi không đặt nó trong văn cảnh. Đến một số từ mà chúng ta nghĩ rằng chắc chắn nó là danh từ rồi, nhưng trong những câu văn cụ thể nó vẫn có thể chuyển thành tính từ được hoặc động từ được. Thầy nói ví dụ như thế này. Ví dụ tôi đã đến Huế để chơi rồi, tôi đã du lịch đến Huế. Vậy Huế rõ ràng là danh từ chỉ gì? Danh từ riêng, đúng không? Danh từ riêng chỉ một cái vùng miền. Vậy thì rõ ràng chúng ta xác định nó là danh từ rồi. Thường là các bạn sẽ xác định chắc chắn như thế, đúng không? Nhưng trong những câu văn cụ thể thì có thể nó sẽ được chuyển thành tính từ. Ví dụ như thế này, trong một cái câu, trong một bài hát nào đó mà thầy không nhớ rõ cái tên bài hát nữa. Ví dụ thầy nhớ mang máng rồi, là giữ lấy chút gì rất Huế, em nghe chẳng hạn. Đấy hình như thầy nhớ thế. Vậy thì giữ lấy chút gì rất Huế, rất Huế đây là một cái đặc điểm truyền thống, nghĩa là một cái người nào đó nói với một người con gái chẳng hạn, hoặc là một cái người nào đó chúng ta đang trò chuyện rằng hãy giữ lấy một cái đặc điểm, cái tính nết đặc trưng của người Huế. Đấy, hãy giữ lấy một cái đặc điểm, một cái tính nết đặc trưng của người Huế. Như vậy cái nét rất Huế này thì Huế lại được chuyển thành tính từ. Nói dài dòng hiểu không nhỉ? Đấy, rất Huế thì Huế lại thành tính từ. Còn tôi đã đến thành phố Huế chơi thì Huế là danh từ. Vậy thì các em thấy rằng khi nó đi với cái từ rất này, cái từ rất này nó có sức mạnh khủng khiếp luôn. Đấy,
Khi rất nhiều từ bản thân nó là những từ loại khác, nhưng khi đi với anh rất này thì nó có thể được chuyển thành tính từ. Hoặc là cũng như thầy đã nói, nó đi với đã sẽ đang thì nó có thể chuyển thành thành gì nhỉ? Động từ, đúng không? Vậy thì để xác định một từ là danh từ, động từ hay là tính từ thì chúng ta cần phải xét từ đó trong những văn cảnh, hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. Các em nhớ chưa nhỉ? Đấy, chú ý cho thầy nhá. Như vậy vừa rồi thầy đã củng cố cho các em tất cả về danh từ này, về động từ này, về tính từ, từ khái niệm đến cái đặc điểm nhận ra, đúng không? Danh từ, động từ, tính từ. Vậy thì để kiểm tra xem mình đã thật sự chắc chắn kiến thức chưa, thầy cho chúng ta sẽ cùng vào bài tập số 1 nhé. Bài tập số 1 nhé. Chia các từ sau: núi đồi rực rỡ, chen chúc, vườn dịu dàng, ngọt, thành phố, ăn, đánh đập, bạn bè dẻo dai, thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là danh từ, nhóm thứ hai là động từ, nhóm thứ ba là tính từ, được chưa? Vậy thì thầy đã nói với các bạn rồi, xác định một từ nào đó có phải là danh từ, động từ, tính từ hay không thì thường người ta sẽ xác định trong văn bản nhất định, đúng không? Trong một cái văn cảnh nhất định. Nhưng mà bài tập này người ta cho thế này, chúng ta bảo chúng ta bỏ, đúng không? Không được. Đây là một trong các đề thi của trường chuyên. Vậy thì với những bài tập này chúng ta sẽ làm như thế nào? Được chưa? Chúng thầy cho chúng ta cùng trải nghiệm. Chúng ta dựa vào các tính chất, các đặc điểm nhận dạng, đúng không? Để chúng ta phát hiện xem từ nào là danh từ và động từ và tính từ, đúng không? Danh từ thì đứng trước nó là từ chỉ số lượng và đứng sau nó là từ chỉ định ấy này nọ kia. Động từ thì đi với đã sẽ đang hãy đừng chớ. Tính từ đi với rất còn lắm hơi, đúng không? Cứ nhớ cho thầy thế nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Có những từ mà chúng ta nhìn qua thì chúng ta biết ngay là danh từ hay động từ, tính từ rồi. Vậy thì những cái từ đấy chúng ta không cần thiết phải lúc nào cũng phải khuôn mẫu là chúng ta phải thử vào một trong các từ kia. Có những từ chúng ta nhận ra được ngay, đúng không? Ví dụ thế này, núi đồi, thầy chắc chắn đó là danh từ. Núi đồi thầy chắc chắn là danh từ rồi. Thầy ghi luôn vào nhóm danh từ, đúng không? Đây là danh từ chỉ gì? Chỉ vật. Tiếp tục, rực rỡ. Rực rỡ thì hơi khó xác định, vậy thì chúng ta thử nhé. Rất rực rỡ, phù hợp, đúng không? Quá rực rỡ, rực rỡ quá, rực rỡ lắm, rất phù hợp. Thầy nghi ngờ của nó là tính từ rồi, đúng không? Tiếp tục thầy thử xem nó phải động từ không, bằng đã sẽ đang hãy đừng chớ nhé. Đừng rực rỡ, không ổn, đúng không? Đang rực rỡ, sẽ rực rỡ. Vậy thì cái từ nó đừng ghép với đã sẽ đang hãy đừng chớ, nó không phù hợp bằng gì? Rất quá lắm, đúng không? Vậy rõ ràng đây là từ chỉ đặc điểm, hay chúng ta gọi là tính từ. Rực rỡ. Tiếp tục, chen chúc. Một người nào đó đang chen chúc, đúng không? Chen nhau vào một cái đám đông nào đấy để đi chẳng hạn, tìm đường đi chẳng hạn. Vậy thì chen chúc rõ ràng là một cái gì? Cái hoạt động của con người hoặc hoạt động của một con vật nào đó, đúng không? Vậy thì đây là động từ chỉ hoạt và động, chúng ta xếp nó vào động từ, xếp nó vào động từ. Tiếp tục, vườn thì các em không cần phải nghĩ nữa, đúng không? Chắc chắn nó sẽ là danh từ. Vườn thì chúng ta chắc chắn nó là danh từ rồi, đúng không nào? Dịu dàng, cô ấy rất dịu dàng, đúng không? Đúng rồi, đây là một cái đặc điểm của một người con gái, đúng không? Thường là chỉ đặc điểm của một người con gái. Và dịu dàng chính là tính từ, chúng ta biết chắc chắn rồi. Dịu dàng, vì không ai nói là tôi đang hãy dịu dàng, đừng dịu dàng, chớ dịu dàng, đúng không? Vì chúng ta xem là rất dịu dàng quá, đúng không? Đấy, thì đôi khi chúng ta thử với những từ đấy thì đôi khi là chúng ta trong cái cách dùng từ của chúng ta thông thường ấy, đôi khi là chúng ta không nhận ra được đâu. Vậy thì có những từ chúng ta phải xét kỹ về cái nét nghĩa của nó. Ví dụ dịu dàng này,
Tôi biết chắc chắn đây là từ chỉ tính nết của một con người, đúng không? Và từ chỉ tính nết thì nó chính là gì nhỉ? Tính từ. Thầy đã nói với các bạn rồi, đúng không? Đấy, đôi khi chúng ta phải xét kỹ về nét nhiên. Ngọt, rất ngọt. Ngọt quá, ngọt lắm. Đây là tính từ chỉ gì nhỉ? Chỉ mùi vị, đúng không? Ngọt. Tiếp tục, thành phố. Chúng ta biết chắc chắn nó thuộc gì nhỉ? Danh từ, đúng không? Thành phố. Tiếp tục, ăn. Đừng ăn, đúng không? Ăn đi, hãy ăn, đúng không? Vậy thì đó chính là động từ ăn. Chúng ta biết rồi, đúng không? Ăn này. Đánh đập. Cái này thì không cần phải suy nghĩ nữa, đúng không? Đánh đập, đây là động từ chỉ hoạt động rồi. Đánh đập này. Bạn bè, đây là danh từ chỉ gì nhỉ? Chỉ người, đúng không? Bạn bè. Bạn bè là danh từ chỉ người. Thế còn dẻo dai hoạt động hay là động từ hay tính từ nhỉ? Đừng dẻo dai, chớ dẻo dai, nghe nó không phù hợp, đúng không? Tính từ, rất dẻo dai, dẻo dai quá, dẻo dai lắm, đúng không? Vậy thì tiếp tục chúng ta xét về nét nghĩa nữa để chắc chắn hơn. Vậy dẻo dai nó là từ chỉ tính chất của một sự vật. Hoặc là ý là cái này nó vừa dẻo vừa dai chẳng hạn. Hoặc là nó có thể chỉ cái đặc điểm về cái sức lực của một con người. Ví dụ cái vận động viên này chạy rất là lâu mà không mệt thì chúng ta nói sức khỏe dẻo dai, đúng không? Vậy thì dẻo dai chính là tính từ, đúng không em? Dẻo dai là tính từ. Vậy thì thông qua bài tập số 1 này, thầy đã củng cố lại cho các bạn cách nhận ra danh từ, động từ và tính từ bằng những cái đặc điểm mà thầy đã nói trong cái phần gì nhỉ? Phần ghi nhớ. Đó là chúng ta dựa vào những cái từ nó thường đi với danh từ, động từ, tính từ để chúng ta nhận ra ba từ loại này. Và bên cạnh đó thì các em cũng cần phải xét kỹ về cái nét nghĩa của cái từ đó để chúng ta chắc chắn rằng từ đó có phải là danh từ, động từ và tính từ hay không nhé. Cũng như phần trước thầy đã nói rồi, một từ có được xác định chắc chắn nó là danh từ, động từ hay tính từ thì nó cần phải được xét trong những văn cảnh cụ thể, trong những câu văn cụ thể, đúng không? Vậy thì để các em có thể nắm được cái kiến thức đó thì thầy trò chúng ta sẽ cùng sang bài tập số 2 với thầy nhé. Nội dung bài tập như sau. Xác định từ loại của các từ được in đậm. Ở đây thầy gạch chân nhé. Tuấn đi với tốc độ rất chậm. Câu B. Văn Toàn có pha đi bóng rất tốc độ qua hai cầu thủ 23 Malaysia, đúng không? Rồi chúng ta sẽ xác định câu A trước. Từ tốc độ thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Tuấn đi với tốc độ rất chậm. Tốc độ ở đây chúng ta hiểu là vận tốc. Số mét, số km mà người đó đi được, người đó, vật đó đi được trong một đơn vị thời gian nhất định thì đó gọi là vận tốc hay là tốc độ. Vậy vận tốc đó là một cái gì? Đó là một đơn vị đo lường. Đơn vị đo lường ở đây là đơn vị đo gì nhỉ? Đo cái tốc độ đi, đúng không? Vậy thì nó là một đơn vị đo lường. Vậy nó là danh từ. Bây giờ chúng ta thử cho nó kết hợp với những cái từ mà thầy đã nói. Đó là gì nhỉ? Những từ chỉ số lượng. Và bên sau nó, đằng sau nó là những từ ấy này nọ kia, đúng không? Tuấn đi với một tốc độ rất chậm. Ok. Được chưa? Tuấn đi với tốc độ này rất chậm. Ồ, phù hợp, đúng không? Vậy rõ ràng tốc độ ở đây là danh từ. Thầy viết là giờ tờ. Các bạn trình bày câu bài, các bạn cũng trình bày như thế này cho thầy nhé. Tiếp tục đến câu thứ hai. Văn Toàn có pha đi bóng với tốc độ qua rất tốc độ qua hai cầu thủ 23 Malaysia. Thì các em thấy rằng ở đây bài tập
cho đã có từ gì đường trước, từ tốc độ đây nhỉ? À, chúng ta thấy có từ rất rồi đúng không? Vậy tôi đã nghi ngờ cái từ tốc độ này đấy, chính là gì nhỉ? Chính là tính từ, vì nó đi về rất không, đúng không? Vậy bây giờ tôi kiểm tra tiếp nhá. Tôi xét về nét nghĩa của cái từ đó. Văn Toàn có pha đi bóng rất tốc độ. Thầy có thể thay bằng từ gì các em nhỉ? Thầy có thể thay bằng từ nhanh. Vậy thì thầy có thể nói Văn Toàn có pha đi bóng rất nhanh qua hai cầu thủ U23 Malaysia. Vậy thì tốc độ đây đồng nghĩa với từ nhanh. Nhanh là tính từ. Vậy thì tốc độ ở đây được xác định là tính từ. Tính từ, được chưa? Đấy, như vậy chúng ta có một thêm một cách nữa để xác định có từ nào có phải là danh động tính không. Thì xét kỹ về nét nghĩa cho thầy nhé. Tiếp tục. Tôi thấy rất vui. Thầy nói thêm đoạn này. Chúng ta có thể có một cách nữa, đó là chúng ta tìm những từ cùng nghĩa với từ đó. Nếu từ cùng nghĩa đó nó thuộc danh từ, thuộc động từ, thuộc tính từ thì nhiều khả năng cái từ này được xác định theo cái từ cùng nghĩa với nó. Ở đây thì xác định tốc độ cùng nghĩa với nhanh. Nhanh là tính từ với tốc độ là tính từ. Thêm một cách nữa thì chúng ta xác định nhé. Tiếp tục này. Tôi thấy rất vui. Rất này, đúng không? Thầy nói rồi, rất mà đi với vui hoặc là buồn thì những cái từ này được xác định là tính từ. Tôi xác định luôn đây là tính từ. Khi đem niềm vui, để xác định đây chính là hiện tượng chuyển loại của từ, đúng không? Từ vui bản chất nó là tính từ, đúng không nhỉ? Nhưng mà khi chúng ta thêm niềm thì vui này được chuyển thành danh từ chỉ khái niệm. Danh từ. Vậy thì các em nhớ cho thầy những từ sự, cuộc, nỗi, niềm, cái, đúng không, vân vân. Khi đứng trước các từ, các động từ hoặc các tính từ thì động từ, tính từ đó có khả năng bị chuyển thành gì? Danh từ chỉ khái niệm. Chú ý cho thầy nhé. Tiếp tục. Bạn ấy hát rất hay. Thầy thử thay vào một từ khác đi. Bạn ấy hát rất tốt. Bạn ấy hát rất là chuẩn, đúng không? Bạn ấy hát rất tuyệt. Vậy thì những cái từ đó đều là tính từ. Đều là tính từ. Và từ hay này đây được xác định là hát gì? Hát tốt, đúng không? Hát tốt, hát dễ nghe, đúng không? Đấy. Vậy thì đây chính là tính từ. Tiếp tục, vẫn là từ hay như chúng ta có này. Cậu hay tin gì chưa? Cái cách nói này thường có trong phương ngữ Nam Bộ, đúng không? Cậu hay tin gì chưa, hay có thể là cậu biết tin gì chưa? Cậu biết tin gì chưa? Tớ vừa đỗ đại học đấy, đúng không? Vậy thì hay tin ở đây chúng ta hiểu là nó cùng nghĩa với từ biết tin. Biết là động từ, hay cùng nghĩa với biết. Vậy hay là động từ. Đấy, như vậy thông qua bài tập này chúng ta biết thêm được một cách nữa, đó là để xác định một từ nào đó có phải là thuộc danh từ, động từ, tính từ hay không thì chúng ta tìm những từ cùng nghĩa với nó nhá. Những từ cùng nghĩa đấy thuộc danh từ thì từ này là danh từ, cùng nghĩa là động từ, nó là động từ, tính từ nó là tính từ. Giống như hai ví dụ hay và tốc độ, thầy đã lấy ví dụ cho các bạn rồi nhé, thì các bạn sẽ hiểu được. Đấy, như vậy các em thấy rằng một từ được xác định trong những cái câu văn cụ thể, để xác định xem nó là từ loại gì thì các em cần xét kỹ về nét nghĩa, đúng không? Nghiên cứu về đặc điểm của từ loại đó. Và cách thứ ba nữa đó là chúng ta tìm những từ cùng nghĩa với nó, để thông qua đấy chúng ta xác định được từ mà chúng ta đang cần biết ấy, nó là danh từ, động từ hay tính từ. Các em hiểu chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập số 3, là một dạng bài tập khó nhất mà các bạn hay gặp. Đó là xác định một câu văn, là xác định một đoạn văn này, hay một bài thơ nào đó có những từ nào là danh từ, có những từ nào là động từ và tính từ. Chúng ta cùng sang bài tập số 3 nhé. Dùng bài tập như sau.
tìm các danh từ động từ tính từ có trong các khổ thơ sau. Chúng ta sẽ bắt đầu vào khổ thơ thứ nhất nhé. Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ xác định nhé. Cảnh là danh từ, chắc chắn rồi, đúng không? Rừng là danh từ chỉ vật, Việt Bắc là danh từ riêng. Đấy, thế là chúng ta đã xác định chắc chắn rồi. Thật ở đây có phải tính từ không? Không phải. Thật ở đây nghĩa của nó tương ứng với rất, nghĩa là cảnh rừng Việt Bắc rất là hay. Đấy, vậy thì rất ở đây nó không phải là danh động tính. Vậy thì thật ở đây chúng ta cũng không xác định nó là danh từ, động từ hay tính từ, đúng không? À, hay ở đây là gì nhỉ? Hay ở đây là tính từ này. Đấy, tiếp tục. Vượn hót chim kêu suốt cả ngày. Vượn ở đây là danh từ. Hót, hót là gì nhỉ các em nhỉ? À, hót là động từ đúng không? Hót là động từ này. Chim là danh từ, kêu là động từ. Suốt cả ngày, suốt đây là từ loại gì? Chúng ta hiểu suốt, ví dụ thế này. Tôi làm việc suốt cả ngày. Vậy suốt ở đây làm ý chỉ một cái khoảng thời gian liên tục từ đầu tới cuối, và nó chính là tính từ em nhé, là tính từ. Cả chúng ta bỏ qua, ngày ở đây là gì nhỉ? Ngày ở đây là danh từ. Tiếp tục, quê hương là cánh diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương ở đây là danh từ chỉ khái niệm, danh từ chỉ khái niệm ý chỉ nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên, đúng không? Là cánh diều, cánh diều ở đây là danh từ chỉ vật, đúng không? Biếc ở đây là tính từ, biếc đây ý chỉ màu xanh đấy. Tuổi thơ là danh từ chỉ khái niệm, đúng không? Con ở đây là gì? Con ở đây là đại từ. Tác giả của bài thơ viết để tâm sự với mẹ của mình, đúng không? Con thả trên đồng, đấy, ý là sư trỏ vào người nói. Vậy đây là đại từ. Lớp 5 em biết nó là đại từ. Vậy thì con ở đây chúng ta không xác định nó là danh từ nhé. Thả ở đây là động từ, đúng không nào? Thả là động từ. Đừng thả diều ở đây, đúng không? Ờ, đường dây điện, con đường dây điện. Hãy thả, đúng không? Hãy thả cá đi, ví dụ thế. Vậy nó là động từ rồi. Trên chúng ta bỏ qua, đồng ở đây là danh từ, đúng không? Quê hương, danh từ tiếp. Con đò là danh từ chỉ vật. Nhỏ ở đây là tính từ. Rất nhỏ, nhỏ quá, nhỏ lắm, đúng không nhỉ? Êm đềm là tính từ. Rất êm, rất êm đềm, đúng không? Khua là động từ. Khua là động từ. Nước ở đây là danh từ chỉ vật. Ven, ven ở đây là gì? Ý chỉ một cái giải đất, một cái giải đất mà nó nằm ở một bên của một vật gì đó. Ví dụ làm sát ven biển, nằm ở bên biển, bên bờ biển ấy, thì chúng ta nói là giải đất ven biển. Bên rừng chúng ta nói ven rừng, bên sông chúng ta nói ven sông. Vậy thì đây là một giải đất nằm ở một bên. Vậy chúng ta xác định ở đây là danh từ. Sông là danh từ chắc chắn rồi, đúng không? Đấy. Vậy thì trong bài tập này chúng ta thấy có hai từ khá là khó xác định. Từ suốt và từ ven, đúng không? Khá là khó xác định. Vậy thì khi mà có những từ mà chúng ta không xác định được bằng cách đó, chúng ta tìm những từ hay đi cùng với danh động tính thì chúng ta xác định. Và những từ đấy thì các em cần phải xác định cái kỹ về cái nét nghĩa cho thầy. Thì thông qua nét nghĩa đấy các em sẽ biết được từ đó là danh từ, động từ hay tính từ. Các em nhớ chưa nào? Đấy. Như vậy bài tập của thầy đã củng cố lại cho các bạn kiến thức về việc chúng ta xác định một từ loại của một từ nào đó thuộc từ loại nào, đúng không? Trong gì? Trong cái khổ thơ hoặc là trong cái đoạn văn. Các em về nhà, các em tiếp tục củng cố dạng toán, dạng bài tập này nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ sang một bài tập tiếp theo mà các em cũng rất là hay gặp trong các cái đề thi. Đó là dạng bài tập tìm từ khác nhất. Chúng ta cùng sang bài tập số 4 nhé. Nội dung bài tập như sau. Tìm từ khác nhất: ngọt ngào, mặn mà, béo tốt, cải béo, dễ thương. Đúng không? Chúng ta thấy ngọt ngào là tính từ, mặn mà là tính từ, béo tốt là tính từ, dễ thương là tính từ. Đúng không? Và riêng từ béo thì là tính từ, nhưng cái béo thì các em thấy nó là danh từ, đúng không? Nó chuyển thành danh từ. Vậy thì đây là từ khác nhất. Tiếp tục: thợ xây, cấy cày, gặt, cày bừa, vun sới. Tất cả các từ này chúng ta thấy nó đều là động từ này. Cấy cày, gặt này, cày bừa này, vun sới, đúng không? Đều là từ chỉ hoạt động. Riêng thợ xây là từ chỉ, từ chỉ người. Một người làm cái công việc xây các cái công trình, đúng không? Thì đó chính là thợ xây. Tiếp tục sang câu C nhé. Bão tố, mưa gió, sóng thần, động đất, động đậy. Các em nhìn qua thì các em thấy rằng khó phát hiện, đúng không? Nhưng mà chúng ta phân tích này, các em thấy rằng danh từ thì có danh từ chỉ hiện tượng. Bão tố là hiện tượng, mưa gió là hiện tượng, sóng thần là hiện tượng, động đất là hiện tượng. Động đất đây không có nghĩa là nó nói về cái đất đang động, đúng không? Mà nó nói đến một cái hiện tượng động đất. Vậy thì bốn từ này là danh từ chỉ hiện tượng. Riêng từ động đậy là từ chỉ hoạt động, chỉ một cái hoạt động không phải đứng im mà nó hơi cử động một chút thôi, đúng không? Thì đó là từ khác nhất. Vậy thì chúng ta dễ dàng tìm được các từ khác nhất đây, đúng không nào? Vậy thì trong một chuỗi các cái từ chỉ có danh từ mà chỉ có duy nhất một từ là động từ thì đó chính là từ khác nhất. Thì trong những bài tập này thì các em cần phải xét từng từ một xem nó thuộc từ loại nào. Và chúng ta nhóm những từ nhiều từ mà cùng từ loại đấy và chúng ta tìm xem trong cái hàng đó, đúng không? Trong cái dòng đó thì có từ nào khác nhất thì chúng ta sẽ cạnh tranh. Em chú ý cho thầy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang bài tập số 5, là một bài tập của các em cũng rất hay gặp. Nội dung bài tập như sau. Đặt câu với từ đá và từ chạy, được chưa? Thì thầy đã cho các bạn hai cột rồi. Cột thứ nhất này, đá có nghĩa là danh từ, quá đơn giản, đúng không? Hòn đá, viên đá, cục đá, đúng không? Thì chúng ta biết này, hòn đá này rất to. Với những bài tập này thì các em không cần thiết chúng ta phải đặt câu quá dài và hay. Chúng ta chỉ cần đặt câu chính xác cho thầy là được nhá. Phải chính xác. Hay mà không chính xác cũng không có điểm. Nhưng mà với những bài tập này chỉ cần chính xác là chúng ta có điểm rồi, được chưa? Đá là động từ. Ví dụ đá là động từ, ý là chỉ gì nhỉ? Chúng ta văng chân mạnh để làm tổn thương một cái gì đó, hoặc làm một vật gì đó bay đi xa hơn, đúng không? Ví dụ như đá bóng, làm cho quả bóng bay đi xa. Còn đá một người nào đó, đúng không? Hoặc là chúng ta tập võ, chúng ta đá, hoặc chúng ta đấu võ, thì đấy chính là đá là động từ, được chưa? Ví dụ chúng ta có thể nói tôi đang đá bóng. Câu C, đá có nghĩa là tính từ. Các em thường mắc ở chỗ này nhé. Vì đá là tính từ chúng ta ít nghe đến, đúng không? Ý là chỉ một con người nào đó buồn xỉn này, rất là buồn xỉn, keo kiệt đến mức quá mức, thì chúng ta gọi đó, người đó có đặc điểm đó là đá. Vậy đá là tính từ, chỉ đặc điểm, đúng không? Chỉ tính nết của người đó. Chúng ta có thể viết này, ông ấy, ông ta đi, ông ta rất đá, không cho ai cái gì. Đấy. Vậy thì ông ta rất đá nghĩa là ông ta rất keo kiệt, bủn xỉn và không cho ai một cái gì bao giờ cả. Em nhớ chưa nhỉ?
Như vậy hôm nay chúng ta biết thêm một từ mới nữa nhé. Tiếp tục chúng ta sang từ chạy. Chạy có nghĩa là động từ. Chạy có nghĩa là động từ. Thì quá đơn giản rồi đúng không? Tôi đang chạy bộ. Tôi đang chạy bộ. Chạy là tính từ. Thầy đã nói lấy ví dụ nhiều lần cho các bạn rồi đúng không? Chạy là tính từ, ví dụ hàng bán rất chạy hoặc là công việc tháng này rất chạy. Đấy, chạy đấy là tính từ. Ví dụ tôi bán hàng rất chạy. Vậy thì thông qua bài tập này chúng ta đã biết thêm được về cách xác định từ loại trong những cái câu văn cụ thể và tự chúng ta đặt câu chúng ta sẽ nhớ hơn đúng không nhỉ? Thì các em cố gắng làm tốt cho thầy phiếu bài tập số 1. Không nhất thiết phải đặt câu giống như thầy, chúng ta có thể sáng tạo trong quá trình đặt câu. Và đặc biệt khi mà làm cái phiếu bài tập số 2 các em phải cố gắng, phải hoàn thành được nhé. Và thầy bộc lộ cho các bạn một cái bí quyết, đó là khi mà chúng ta làm những bài tập như thế này thì quyển từ điển là rất cần thiết. Chúng ta có thể tra từ điển, sau đó dựa vào nghĩa trong từ điển thì chúng ta đặt câu với từng từ. Trong câu nào thì nó là danh từ, trong câu nào nó là động từ và tính từ. Em nhớ chưa nhỉ? Thì chúng ta tập dùng từ điển nhé. Vậy thì thông qua tiết dạy ngày hôm nay thì thầy đã củng cố cho các bạn kiến thức về danh từ này, động từ, tính từ, cách xác định, và củng cố lại cho các bạn toàn bộ kiến thức trong phần này. Thì thầy hy vọng rằng các bạn sẽ một lần nữa củng cố lại kiến thức được cho chính mình, đúng không? Và sẽ làm tốt những cái bài thi trong kỳ thi sắp tới. Đúng là đó là kỳ thi cuối học kỳ 1, đúng không? Chúc cho các em làm thật tốt phiếu bài tập số 2 của thầy nhé. Xin chào các em.